Sau lưng mình chính là cổng bước vào Thái Miếu. Thì Thái Miếu Huế hay còn gọi là Thái Tổ Miếu được xây dựng năm 1804, tức là năm thứ ba thời vua Gia Long. Bước vào Thái Miếu các bạn sẽ gặp ngay đây là Hiển Lâm Các. Bên đây nó sẽ có Tả Tổng Tự và Hữu Tổng Tự. Thì Tả Tổng Tự và Hữu Tổng Tự là sẽ thờ những vị quan có công với triều Nguyễn. Hiển Lâm Các là một công trình kiến trúc nằm trong quần thể di tích cố đô Huế, trong khu vực các miếu thờ, được xây dựng vào năm 1821 và hoàn thành năm 1822, thời vua Minh Mạng. Cùng lúc với Thế Miếu, Hiển Lâm Các nằm trong khu vực miếu thờ trong Hoàng Thành Huế, cao 17m và là công trình kiến trúc cao nhất trong Hoàng Thành. Đây được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn trong triều đại. Hiển Lâm Các được kiến trúc bằng gỗ cao tầng, xây dựng trên khối nền cao hình chữ nhật, lát gạch bát tràng, xây bó bằng gạch vồ, vôi vữa và đắp nổi mảnh sành để trang trí. Từ dưới bước lên mặt nền bằng hai hệ thống bậc cấp đá thanh. Ở trước và sau mỗi hệ thống có 9 cấp bậc. Hai bên thành bậc cấp đắp hình rồng, ở giữa là giới hạn lối đi dành riêng cho vua. Kiến trúc của Hiển Lâm Các được chia làm 3 phần rõ rệt, chia làm 3 phần mái chính. Tầng 1 có tất cả 5 gian. Kiến trúc của tầng 1 được xem là sắc sảo với những bản điêu khắc đạt đến trình độ điêu khắc tinh xảo. Tại các cột, kèo của tầng 1, các bản điêu khắc có in hình rồng, hoa, lá, có giá trị rất cao về mặt kiến trúc. Ở hàng cột 3, tính từ mặt trước, dựng một dãy đố bản, giữa mỗi gian trổ một cửa vòm. Các hệ thống kèo, liên ba, đố bản ở tầng này đều chạm nổi các mô típ hình rồng, cách điệu hóa thành dây leo lá cuốn. Trên cửa giữa treo tấm hoành phi lớn đề ba chữ Hiển Lâm Các trên nền sơn màu lục, khung chạm 9 con rồng vờn mây, sơn son thép vàng. Kết cấu của kiến trúc Hiển Lâm Các khá vững chãi, một phần nhờ vào sức chống đỡ của 24 cột. Độc đáo của Hiển Lâm Các nhất chính là công trình này được hoàn thành hoàn toàn bằng gỗ và có tất cả 12 mái, 4 cột chính chạy suốt chiều cao của Hiển Lâm Các 13m, diện tích mặt bằng của Hiển Lâm Các là 300m2.